Ừ, bấm cây đó đi. Hôm nay là đang bứng chuối đỏ đắc ca giao cho khách nha mọi người. Giao cho một người bạn ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Đây. Chuối đây thì đảm bảo đúng giống nha mọi người, đúng giống chuối đắc ca. Ê, sẵn sẵn đi phù vịnh ra. Cái chuối con nó khá là cao thì trồng những cây này thì nó nhanh hơn là trồng chuối cháy phôi nha, do nó quá lớn. Cây này chiều cao nó cũng tầm, nếu nếu tính tới chót đọt này, không không tính lá, tính tới chót đọt này thì đây, tính tới đây thì khoảng khoảng 1,5 m ha đó, còn tính lá thì nó cao hơn nữa. Thì bứng vậy thì chắc cú là nó sẽ sống, còn trồng mà chuối cấy mô thì nó nhỏ quá, nhiều khi đi ra mình đưa ra nắng nó cũng không chịu. Với lại là chuối này là mình có trồng có trái, và như trên màn hình đó cô chú anh chị và các bạn đang thấy đó, mình bứng thì chắc chắn là nó đúng giống nha mọi người. Chuối này thích hợp trồng để mình ăn lấy trái cũng như làm cây cảnh, tại vì cái màu chuối nó khá là đẹp nha. Chuối này trồng 1 năm là nó có buồng, có chỗ buồng. Thì là do bận nhiều công việc quá cho nên là không có chọc bắp chuối nha mọi người. Nếu mà mình có thời gian á, thì khi mà chuối trổ buồng mình sẽ chọc nó, mình cắt ngang thì nó sẽ tập trung, nó nuôi vô trái, trái nó sẽ nhanh lớn hơn. Còn đây thì do bận nhiều công việc quá cho nên là chưa có chọc bắp chuối được đó. Vẫn còn để bắp. Đảm bảo là đúng giống chuối đắc ca nha mọi người. Thì mọi chi tiết để mà liên hệ thì em sẽ để số điện thoại trên màn hình cho cô chú anh chị và các bạn liên hệ nha. Đây, đặc biệt là cái cây này thì nó cao hơn mình luôn, nó tầm khoảng 1,75 m. Tới ngay chỗ chỗ đây là khoảng 1,75 m. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, qua bên kia đi, bứng cây bên kia đi. Thôi. Bên này, cây tơ bên này. Cây này quá là cao luôn. Cây này trồng xuống nửa năm là có trái nha mọi người. Cây bự chản luôn. Để liên hệ giao lưu về chú giống cũng như là về trái, có thể liên hệ trực tiếp đến số trên điện thoại trên màn hình nha cô chú anh chị và các bạn. Đây, miễn phí vận chuyển trong huyện nha mọi người, còn ngoài huyện thì khó khăn. Đây là bứng chú đỏ đắc ca giao cho người bạn ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Mọi chi tiết về chú đỏ đắc ca xin liên hệ số điện thoại trên màn hình nha cô chú anh chị và các bạn.